chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đến với buổi live stream chủ đề 5 sai lầm kinh điển trong giao tiếp mà khiến cho các cặp vợ chồng hay xung đột nhất, cùng với kỷ lục gia tiến sĩ tâm lý thực hành tình yêu hôn nhân và hạnh phúc gia đình Vera Hà Anh. Trong ngày hôm nay Vera Hà Anh tin tưởng rằng trong một cái buổi mà Vera Hà Anh sẽ chia sẻ trong tối hôm nay ấy, thì các bạn sẽ nhận ra được rất nhiều những cái sai lầm trong giao tiếp, trong cuộc sống hôn nhân cũng như trong tình yêu, để các bạn biết làm như thế nào để các cuộc giao tiếp của mình với bạn đời trở nên hiệu quả hơn, kéo dài hơn trong sự thú vị, thay vì là những cuộc cãi vã không cần thiết, đúng không nào? Em áp dụng thông nhân và ngôn từ chồng em bảo nghe cứ không thật, đúng rồi. Thì cũng chia sẻ với các bạn rồi, mới đầu chúng ta kết hợp ba vấn đề tại sao nó không thật. Nó liên quan đến gì? Liên quan đến từ ngữ này, liên quan ngôn ngữ cơ thể này, liên quan tông giọng, cả ba thứ này nó không có đồng nhất và hợp nhất, nó không có hài hòa, thì dẫn đến người ta nhìn thấy mình nó điêu, đúng không? Nhưng mà nó quen dần các bạn. Thứ nhất là nói thành quen, thứ hai các bạn luyện cả ba cái thứ đó và nói bằng trái tim của mình thực sự, bằng yêu thương thực sự. Mới đầu thì thực sự là chúng ta có diễn, cô phải khẳng định là ban đầu cô có diễn, nhưng mà diễn nhiều trở thành bản năng, cộng với việc là mình đã hấp thụ cái tình yêu và đam mê của mình thực sự dành cho người chồng. Mình không còn là ngày xưa thì cô luôn luôn nhìn người đó, cô hỏi một câu rằng là người này sao lại là người chồng mình được nhỉ, sao lại là chồng mình. Cô không có cảm nhận được người đàn ông đó là chồng cô, và lúc nào cô cũng thấy là mình kiểu lạc trôi vào cái nơi này thôi, chứ nơi này sinh ra không phải để cho mình ở, mà người đàn ông này sinh ra không phải là thuộc về mình. Thế nhưng mà sau này thì cô nhận thức ra cô nói ngược lại. Và ngay cả khi mà ví dụ quan hệ chẳng hạn nhé, thì cô liên tục phải lặp lại những cái câu như là em là vợ của anh, em là vợ của anh này. Thế rồi thì cô đọc tên của chồng của cô ra và còn nói rằng anh chính là chồng của em, anh chính là chồng của em, và cũng cứ lặp đi lặp lại như vậy. Tiềm thức đến lúc đó mới nhận thông tin. Còn trước đấy thì mình liên tục mình nói cái người đó không phải chồng mình. Đấy, thì dần dần mình không có sự ngưỡng mộ và tôn trọng. Đấy, đến khi mà cô lặp lại thì cô hiểu, cô ý thức được đây chính là chồng của mình. Về ở bên trong ấy, còn về mặt vật lý thì mình cũng hiểu đấy là chồng, nhưng bên trong mình không tiếp nhận, không bị xung đột. Thì khi mình tiếp nhận thì mình có sự ngưỡng mộ và yêu thương, thì mình nói bằng trái tim thực sự, mình có đam mê thực sự. Và đó, cái gì cũng phải luyện các bạn, yêu cũng phải luyện mà, đúng không? Em đã học khóa học online của cô từ năm ngoái và vợ chồng em đã thay đổi rất là nhiều. Nhưng mà đôi khi có nhiều lúc em không có kiểm chế được bản thân nên vợ chồng có những mâu thuẫn để lại những hậu quả lớn. Nhưng sau 3 ngày học, trong 14 ngày này em đã chủ động biết nói lời xin lỗi. Em đã chọn hạnh phúc chứ không chọn đúng sai, nên vợ chồng em bây giờ hòa hợp hơn. Xuất sắc nhỉ? Thế mà em học 14 ngày đây, trời ơi, người gì mà nhận thức nhanh thế nhờ, xuất sắc thế. Giữa đúng và hạnh phúc, ta chọn hạnh phúc hơn nhỉ. Cô thì không nói đúng không nói sai, mà đơn giản là chúng ta thôi, các bạn chọn gì thôi, chọn gì ra vào đấy. Nhưng mà giữa đúng và hạnh phúc, cô có một câu chuyện như thế này. Có một cái anh chàng ấy, anh đã vượt đèn đỏ, sau đó thì công an nó tuyết anh đi vào bên trong, và sau đó thì anh cảm rất là khó chịu. Anh bảo là tại sao tôi và một người nữa cùng vượt đèn đỏ, mà tại sao anh chỉ bắt một mình tôi thôi, mà có đi người đấy không bắt. Xong thì công an anh ấy không nói gì cả, anh bảo anh vào lập biên bản, và anh này anh chống đối, anh không có lập biên bản, và anh bảo đây cái người kia kìa, cái lập người kia, anh ấy đang vượt đèn đỏ kìa, xong cho bắt luôn đi, tại sao bắt cho anh bắt người đấy đi, sao cứ nhầm tôi mà bắt vậy, sao cứ nhầm mà tôi mà bắt vậy. Và anh cảm rất là khó chịu khi mà nói như vậy. Thì anh cảnh sát anh nói một câu rất là đơn giản, anh nói là mày có thấy là có người nào trên đời mà cùng một lúc và hai bát cơm vào mồm không? Xuất sắc các bạn ơi, đúng là xuất sắc, đúng là không ai mà và hai bát cơm cùng một lúc vào mồm cả. Nó cũng giống như giữa đúng và hạnh phúc ấy, không thể, nó giống như là hai cái thứ cùng một lúc, bạn không thể là vừa đúng vừa hạnh phúc được các bạn. Chúng ta chỉ có một là đúng, hai là hạnh phúc thôi. Bạn chọn cái gì thì cuộc đời bạn sẽ được như vậy. Nếu như bạn luôn luôn chọn đúng thì cuộc đời của bạn là đúng, không sao cả, và nó không có style. Nhưng mà để có hạnh phúc thì nó là điều khó khăn. Nhưng mà khi mà bạn chọn hạnh phúc thì bạn phải biết bỏ cái tôi của mình đi. Nhưng giống như là chọn hạnh phúc, nó giống như là mình chọn một cái mâm lớn ấy, và mình bỏ qua những cái bát nhỏ.
thì các cụ có một cái câu là gì? Đừng có tham bát bỏ mâm. Khi mình đã tham bát rồi thì mình sẽ mất đi cái tầm nhìn, mình sẽ mất đi những cái mâm lớn và những cái giá trị. Ví dụ như cô Vera Anh, cô Vera Anh ví trong cái câu chuyện đó là như thế này. Ví dụ như là chồng của cô, anh ấy tặng cho cô một cái máy massage đi, một cái máy massage nhá. Thế sau đó thì cô đang nằm trên cái máy massage và cô nói với anh ơi anh lấy cho em cái kính massage đi. Thế thì anh ấy một lúc thì anh mới lấy cho, chứ anh không có lấy ngay. Thế thì cô bảo anh ơi anh lấy cho em cái kính massage. Từ từ, anh nói giọng từ từ, làm gì mà cứ gào lên thế, phải chờ chứ. Mà trong khi đó mình không thấy, mình không thể hứa đảm bảo mình không có gào bao giờ, không có gào lên, và mình chỉ nói một cái tông giọng cũng rất là nhẹ nhàng, cũng rất là khẩn khoản. Mà anh nói rằng là từ từ, cứ gào lên thế, phải vợ chồng đang bận phải việc này chứ, cứ nhộn lên. Đấy, thế thì nếu như cô của ngày xưa ấy thì cô sẽ thấy là cô sẽ bật ngay khỏi cái ghế đấy ngay và không nằm nữa, không cần, em không cần, anh làm gì mà em, anh cứ thấy em có nói to không, em có nói câu nào hay, anh biết là người ngoặc cái mồm lên thôi, anh nói to lên chứ em đã nói câu nào. Em chỉ nói là nhẹ, em nói rất là nhẹ, em bảo là anh ơi lấy hộ em cái kính, em rất là nhẹ, anh không phản hồi thì em nói lại lần thứ hai, mà anh bảo em lắm mồm, anh bảo em là quá to, em không cần. Thế là bỏ luôn cái máy, mà trong khi đó vừa chiều chồng tặng cho mình một cái máy massage rất là sang chảnh. Khi mà tặng máy về thì nói với vợ rằng em ơi, anh đã tặng cho em một cái máy này vì em xứng đáng, em rất là tuyệt vời, anh là người vợ rất gì. Còn cái vừa tặng quà vừa nói những lời rất là ngọt ngào với vợ. Thế mà chồng con một tiếng sau đã thấy kiểu bố láo với mình ngay. Thế thì tại thời điểm đó còn nằm êm mà không nói gì, mà nghĩ trong đầu không sao, mình được cái máy massage là được rồi, mình có cái máy massage là được rồi, nói như là đàn gảy tai trâu thôi cũng sao cả, anh ấy nói thế không sao cả, chắc có thể anh vừa mất một đống tiền thì ông có thể là có một cái gì đó tổn thương gì đó chẳng hạn, hoặc là bị sai cảm giác khó chịu chẳng hạn, thôi mình cứ làm ở đây thôi, mình hưởng thụ, mình anh đưa cho mình cái kính thì cứ đeo lên mắt đi và thưởng thụ mình đang mát xa, thế là sung sướng rồi, và bỏ qua đấy, phóng sinh đấy, nghĩ trong đó đấy và tiếp tục, và cũng không cãi lại nhé, cũng không thanh minh. Ngày xưa cô sẽ thanh minh nhé, nhưng bây giờ cũng không thanh minh nữa, cô để kệ anh nói xong anh nói hết câu đấy, thế là thôi, chẳng có chuyện gì xảy ra cả, mà mình không phản ứng đến chẳng chuyện gì xảy ra cả, là việc của mình là nằm trên cái ghế massage đó và mình hưởng thụ một cách rất là thuần thoái, thế thôi. Đấy, thì các bạn thấy rằng là đấy là một trong những cái yếu tố mà nó rất là quan trọng giao tiếp, là mình đôi khi mình người biết im lặng. Các bạn lấy giấy và bút nhá, khi tất cả những cái buổi live stream của cô thì đều là những buổi học hết các bạn ạ, nó không đơn giản chỉ là mỗi buổi chia sẻ talk đâu, mà nó là một buổi học ha. Điều đầu tiên là gì ạ? Không đùa dai các bạn, không đùa dai nhá. Đây là một trong những cái lỗi rất là lớn của các cặp vợ chồng đây này, đang biến từ cái gọi là phúc mà chuyển sang thành họa. Tại sao? Vì những cái cặp vợ chồng họ đang rất là vui vẻ, sau đó thì vì vui vẻ quá, nó gọi là nó tăng xông về cảm xúc tích cực lên, thì trong lúc đó mình sẽ bị nhiều khi nó bị quá đà, được gọi là kiểu tăng động ấy, tăng động hơi quá, sau chúng ta đùa nhau quá mức. Ví dụ như tình huống như thế này, thế nào gọi là đùa quá mức, là hai vợ chồng đang trò chuyện với nhau, không thì thích quá bẹo má vợ chồng một cái, bẹo đau quá, thì ví dụ bẹo một hai cái đầu nhẹ anh không nói gì, thấy anh cứ cười sằng sặc đã thấy sướng đúng không, xong lúc đùa nhau lại cũng cái chán thì cũng nhẹ thì anh cũng bỏ qua, nhưng đến lúc vô tình kiểu đùa nhau hơi quá đà quá thì không hãm được thì cười há hốc mồm ra, sau đó tự nhiên đáng như là tát là bẹt cái là gọi là nhẹ cũng thế, nhưng mà thế nào cái lực tay nó mạnh quá nó bạc phát má, thế là ông đau ông rát, thì theo phản xạ đấy là người chồng có thể lấy chân nắm bịch cho phát xuống đất, hoặc là tát hù ngược lại kiểu như thế, là thì dẫn đến việc lúc này nó không còn vui nữa, trời ơi, nó fail một cách gọi là rất là thốn nữa các bạn. Nó theo kiểu lúc này là cái lúc mà nó từ người mình giữa một phút trước nhá, là người mình yêu thương vô cùng tận mà cảm thấy happy vui lắm, một phút sau trở thành kẻ thù ngay lập tức. Vì cái tội, ví tội đùa dai này, ai đã từng mắc phải một trong những lỗi này thì comment xuống, comment là từng xuống hoặc là đáp.
lỗi lại rất nhiều. Và có những cặp vợ chồng ấy là cô kể ngay cả là bố mẹ cô cũng dính nhá, bố mẹ đẻ của cô ấy là trước khi đi ngủ kiểu gì cũng là đùa nhau chim chích lắm. Bố mẹ cô là một cặp đôi rất là hạnh phúc, giống như một đôi chim sẻ ấy, lúc nào kiểu cấu trí suốt ngày ấy. Thế nhưng mà trước khi đi ngủ thì đùa quá, nói chuyện lần nào cũng đùa quá. Khi mà cứ về gặp cô là cô cứ nhìn thấy tay của mẹ là tím tay này, thế sau rồi bố cũng tím tay, rồi xước trên cái tay này, xước này của cả hai người, người thì bị xước, người thì tím tay. Thế thì cô mới đầu ngày xưa cô không biết đâu, cô bảo tay mẹ làm sao đấy. Thế là mẹ kể à, tao bẹo ông ấy. Thế đùa nhau nói chuyện quá đà, đùa nhau sau đó thì tự nhiên là tao bẹo ông ấy, tao cào thế nào mà cũng không kiểu cào cấu rồi, tao cũng không có ý định là cào ông đau đâu, nhưng mà chắc móng tay nó cũng xước thế nào, thế là ông đau quá, thế là ông quay trở lại ông vẹo một cái, thế thôi đau quá. Thế mà lúc đấy mẹ làm gì, làm gì, đi ngủ chứ làm gì. Mà bố mẹ cô ấy là cặp đôi mà gọi là rất là chim di, bên mức độ không chút bài học luôn các bạn, đến bây giờ vẫn dính trưởng luôn chứ không biết hãm. Và thực ra những cái cặp đôi chim di là hay dính, còn thì những cặp đôi nghiêm túc thì ít dính, nhưng mà những cặp đôi nào mà vui vẻ và đặc biệt, ví dụ như cô cũng bị dính và đến bây giờ thỉnh thoảng cô vẫn dính, thì khi dính cái thì cô lại chết rồi, mình lại ngu rồi đấy. Thế sau đó thì mình rút ra bài học ngay thì nó giảm một cách rõ rệt. Nhưng mà những cặp đôi mà chim di thì thường là vẫn dính, còn những cặp đôi nghiêm túc thì các bạn thấy là họ sẽ ít dính hơn, ít đùa, ít hài hước, ít trò chuyện thì ít hơn, nhưng mà đôi nào mà vui thì hay bị dính. Hay là đùa quá đà, trong đùa dai quá thì các bạn cần phải có cái độ điều tiết lại. Khi đùa chúng ta phải biết là phải đâu là điểm dừng để chúng ta không dính phải những cái phần này. Cô ngày xưa cô mắc nhiều lắm, sau mắc xong cô mới thấy là ngu thế chứ đấy. Mà các bạn biết không, sau khi mà trước đó thì đúng là thật sự rất là vui vẻ, vì vui với nhau cho nên mới đùa, mới hạnh phúc. Nhưng mà khi mà làm tổn thương nó đau về thể xác rồi ấy, thì dẫn đến lúc đấy nó mất cảm xúc cực kỳ luôn, nó thốn lắm. Và lúc đó là nào thì khóc, nào thì dỗi, nào thì tức giận, nào thì ngủ riêng, nào thì ngủ dưới đất, nào bỏ ra khỏi phòng ấy, kiểu đấy. Và nói như câu gọi là làm tổn thương nhau. Ai đã từng mắc phải một trong những lỗi này thì comment xuống, chúng mình comment là đã từng là vì đùa dai quá, cho nên các bạn sẽ thấy rằng là chúng ta không đùa dai nữa, được không nào? Đùa dai quá. Ai đã từng cái điều này comment xuống để chúng ta tiếp nhận bài học nào. Có phải là anh cũng không ngại về việc là mình nói ra cái vấn đề của mình, nó cũng bình thường thôi à? Vì nó là cuộc sống hôn nhân mà, thì các bạn cũng thấy là cuộc sống hôn nhân nó không phải là giống khi chúng ta gặp một người là gặp là lần này xong thôi, mà nó là ngày nào cũng gặp, nó là một cuộc hôn nhân dài hạn, nó mấy chục năm đi đến với nhau, cho nên cái việc lỗi nó xảy ra là điều bình thường. Cô sợ nó không xảy ra chứ, nó xảy ra là mừng đấy. Chứ còn nếu nó không xảy ra, đó là một cuộc hôn nhân chết mà. Làm sao mà chúng ta không mắc phải những cái sai lầm được? Đương nhiên là mắc rồi, nhưng mà chúng ta rút ra bài học gì thôi, đúng không? Chứ còn cái việc mà giống như kiểu cái người mà làm nhiều nhất thì người sai nhiều nhất, cho nên bước vào cuộc hôn nhân thì chúng ta có những cái lúc mà yêu, vì yêu nhiều cho nên cũng sai nhiều. Từ lâu rồi vợ chồng em không còn đùa nữa, đấy. Không còn đùa nữa rồi, rất là chuyển sang nghiêm túc hoặc lạnh lùng gì với nhau, đúng không? Nhưng mà trước đó thì có thể nó đã mắc phải trong những cái lỗi như thế này rồi, thì dẫn đến việc là giao tiếp nó không thú vị nữa. Rồi các bạn comment xuống là bài học đầu tiên là không đùa dai. Comment xuống là bài học mỗi một người là tự phải nhắc nhở bản thân mình là không đùa dai. Vợ chồng em giờ lạnh nhạt. Thì chúng ta học ngày 14 ngày qua đấy, thì các bạn có thể theo dõi YouTube của Vera Anh này, có thể theo dõi cái sách của Vera Anh này, thì để cho các bạn hâm nóng cái cuộc hôn nhân của mình lên, đúng không? Để sau này khi mà nó đã lên rồi mình không còn mắc phải cái như thế này nữa. Vì đã từng mắc một trong những cái lỗi như thế này cho dẫn đến việc cuộc hôn nhân nó chuyển sang thành lạnh. Nó từ một cái cuộc hôn nhân rất là happy, xong rồi nó chuyển sang bị ấm dần, dẫn đến việc nó sôi sùng sục lên và nó luộc chín rồi con ếch luôn. Các bạn đã biết là cuộc hôn nhân của chúng ta nó giống như là
luộc con ếch ở trong cái vạc dầu ấy. Có một cái câu chuyện về con ếch như thế này này, là người ta đặt một cái con ếch vào trong một cái nồi nước lạnh. Thì các bạn biết là ếch đang sống ở trong nước lạnh đúng không? Và người ta đặt cái con ếch trong cái nồi nước lạnh đó. Và cái con ếch này rất là happy vì thấy nó nước nó là lạnh cho nên là cái con ếch này không có phản ứng gì cả, cứ ngồi trong cái nồi ếch đó và cảm thấy rất là bình thường và rất là tốt, đang rất là ổn. Sau đó thì người ta mới vặn cái ngọn lửa bếp đó cho đun cái nồi nó lên, nhưng nó không đun sôi ngay mà nó đun theo kiểu nhỏ dần, nó rất là nhỏ, nó cứ nhỏ dần nó nhỏ, sau đó thì bắt đầu lớn dần. Và con ếch bắt đầu quen với cái môi trường của sự ấm lên, mà nó cũng thấy rằng vì nó quen rồi mà nó không có gì là thay đổi cả, mà nó không thấy bất thường cả. Nếu như mà đặt một con ếch vào trong một cái vạc mà nó đang rất là nóng thì lập tức nó sẽ biết nó nhảy ra, nhưng mà đây người ta lại đi đặt nó trong một cái nồi nước lạnh và người ta cũng bật lửa lên dần, và sau khi mà lúc sôi con ếch nó cứ ở trong đó thôi và nó không có phản ứng, nó không nhảy ra. Thì nó cũng giống như cuộc hôn nhân chúng ta cũng vậy, là ban đầu chúng ta cuộc hôn nhân cũng giống như con ếch vậy, nhưng chúng ta chủ quan, chúng ta không biết rằng những cái nhiệt độ nó đã được, nó nhiệt độ của hôn nhân nó đang ấm dần lên và nó đang nóng lên, mà chúng ta không hề biết rằng điều này rất có thể sau này nó sẽ luộc chín cuộc hôn nhân của mình. Cái việc ấm lên nó là gì? Là những trận xung đột, những cãi vã, những cái hờn dỗi, những cái tức giận, và nó cứ tăng dần. Thì dần dần đến một ngày nó sôi và cả hai chúng ta nó giống như hai con ếch và bị luộc chín luôn, và chúng ta đã chuyển sang một cuộc hôn nhân ly hôn. Thì các bạn, điều này các bạn lưu ý là chúng ta sẽ không để điều này xảy ra ha. Điều thứ hai là gì? Không đùa dai. Điều nhất là không đùa dai. Điều thứ hai là không kiểu như là thủ lâu, không thủ lâu các bạn, hoặc là không thủ lâu, hoặc là phụ nữ hay mắc phải câu là thủ dai và hay nhắc lại đúng không? Thì thứ nhất chúng ta điều thứ hai là không thủ lâu, không giận lâu. Cũng là một ha. Không giận lâu cũng là một, không thổ lâu và không giận lâu. Thực ra ban đầu nó chỉ là giận thôi, xong giận quá chuyển sang thành thù. Thì cái giận này ấy, là cô Việt Hành mắc cũng kinh điển đây này. Các bạn comment bài học xuống là không giận lâu. Là cái ngày xưa ấy, là khi mà giận chồng cô thì cô, ví dụ như do cái đùa dai này này, tác hại của việc đùa dai này nhá, thì dẫn đến việc vợ chồng xung đột và cãi nhau, tức nhau xong nói cô nọ đâu kia xong khóc. Ví dụ như là vô tình anh đạp xuống cái, hoặc là anh tát mình cái, hoặc anh cấu cho mình đau hơn, anh củng đầu mình lại đau hơn những cái gì mà mình đã củng. Thế thì lúc đấy mình nghĩ rằng trời ơi, sao anh có thể làm đối xử với em như thế được, em chỉ là đùa thôi mà, em chỉ thế nói kia mà, tại sao lại nghĩ trong đầu, tại sao anh có thể nhẫn tâm như thế, anh kiểu tàn nhẫn như thế, anh sẽ tát em đau như thế đúng không? Và lúc đấy mình sẽ cảm nhận được có cái người này không có yêu mình, không có thương mình, và anh ta rất là nhỏ mọn, và anh nhìn cái mặt của anh ta khi mà cấu gắt khó chịu mặt thế loại thế kia, mình bắt đầu tức giận. Sau khi mà cô dỗi thì ví dụ hai bên sẽ dỗi nhau thì cô sẽ đi vào phòng, sau đó thì cô đi ngủ trước, đi ngủ trước, và hai người các bạn biết đều là sôi máu cả, chẳng thằng nào dỗi thằng nào mà hạ xuống cả, chẳng thằng nào làm lành, bởi vì bên kia đối tượng cũng tổn thương, bên kia đã để cho cấu béo suốt từ tối giờ rồi, hoặc là đã thế này thế kia rồi, nhưng mà lại tát đau quá thì người ta chỉ nghĩ là tôi phản xạ thôi chứ không phải là tôi đánh chị em cả, nhưng mà bên trong vẫn tức giận cho nên người ta không có hạ xuống. Còn mình thì thấy rằng tại sao anh cứ tát như thế được, anh là một người nhỏ mọn, anh là một người mà độc ác thế này thế kia, và hai bên là không có làm lành với nhau cả, không ai làm lành hết. Thế thì giận nhau hết một đêm, mạnh thằng nào thắng ngủ, còn nếu hôm nào ngon ấy thì là ngủ, vẫn là ngủ chung một phòng.
nhưng mà hôm nào mà đều đều ấy thì mỗi thằng sang phòng. Thế thì ngày hôm sau, vì đêm hôm đấy chưa thể làm lành được với nhau, thì sáng hôm sau sẽ làm sao? Sẽ sưng mặt, sẽ khó chịu, sẽ tức giận. Xong là anh sẽ đi làm. Cái giống mà đã giận nhau thế thì thường chồng người đàn ông họ sẽ đi làm kiểu qua trưa, không ăn cơm trưa, tối về rất là muộn đúng không? Còn mình ấy thì lại chạy thẳng gọi điện luôn. Về thì về, không về thôi. Còn tối đi làm về thì tức giận nhau tiếp. Ăn cơm không hỏi gì nhau cả. Không có động chạm đến nhau hết. Tối đi ngủ cũng mạnh thằng nào thắng ngủ. Và một thằng nào nhanh thì thằng canh tường, úp mặt được vào tường. Thằng nào mà chậm thì phải ngủ quay mặt đi. Và có khi là mỗi thằng đắp một cái chăn. Và cứ như vậy để lâu quá các bạn, từ một cái rất là vớ vẩn thì dẫn đến việc làm sao? Tôi giận nhau cả tuần luôn các bạn. Giận nhau cả tuần luôn. Và phải là một trong hai người phải hạ xuống, hoặc là phải đẩy kịch tính lên rất là cao thì mới có thể hạ được cảm xúc xuống, mới hạ được vấn đề của vợ chồng xuống. Là phải là đẩy cảm xúc đi lên cao. Ví dụ như là người đàn ông ấy, họ sẽ phải, hai người sẽ phải đẩy đi như là bằng cách là người vợ, hai người sẽ phải có một lý do nào đó để cãi nhau một trận kịch liệt, đẩy lên trên. Và có một người, bắt buộc phải có một người hạ xuống các bạn. Bắt buộc phải có một người hạ xuống. Và người đó là ai? À, người đó là chúng ta hả? Là vợ chúng ta? Nhục lắm các bạn. Nhục lắm, bây giờ mình hạ xuống. Mình đang đúng mà, mình đang đúng mà. Anh ấy tát mình mà, anh tát mình rất là đau. Mà anh tát như vậy mà anh cũng không xin lỗi gì cả. Anh cũng không nói cái gì cả. Anh lại còn chửi thêm, rồi anh lại còn dỗi mình nữa. Thế này kia, thì mình tự giao tiếp với mình thì vậy. Còn người đàn ông thì thấy rằng đã tát chồng đau như thế rồi mà còn không biết lỗi, đây chỉ là phản xạ thôi chứ có phải tát đâu, mà là thái độ à, thế này khác. Thế là hai bên mạnh thằng là thằng giao tiếp với chính nó. Và đến cuối cùng thì anh ấy hạ, thì anh thấy rằng là nếu mà hạ thì lần sau vợ lên nước, vợ lại thế loại thế kia. Còn nếu như người vợ mà hạ thì cảm thấy nhục mình đang đúng, mình trở thành lại phải đi xin lỗi à. Thế thì đã bắt buộc phải có một tình huống nào rồi, dẫn đến việc là phải có một người hạ. Phải có một người hạ nếu là chồng bạn thì sao? Nếu bạn thì sao? Thì các bạn thấy vào tình huống này rất là khó khăn. Mà chúng ta mất nguyên tuần luôn. Có người mất mấy ngày, có người mất 2-3 ngày, có người thì mất nguyên đêm. Các bạn mất nguyên đêm không ngủ được thôi là đã thấy chán rồi đúng không? Hai thằng ở trong một cái căn phòng với nhau, các bạn buồn không? Các bạn buồn. Ai đã từng gặp cái tình huống này? Comment xuống đi nào. Comment xuống là cô biết là các bạn đang tương tác cái bài học này. Cô nghe không hay là ngủ hết rồi cũng nên ấy. Hôm trước cô thiền thế là cả nhà ngủ hết cả, gọi chẳng thấy ai thưa. Được có mấy bạn thưa à? Ngay cả chồng cô bây giờ anh ngồi hỗ trợ ngáy khờ gọc luôn các bạn. Hãy thu lê đã từng. Các bạn comment đi. Thì cô biết là các bạn đang nghe và đang tương tác bài. Không thì nhiều bạn nói rằng giọng của cô dễ đi ngủ lắm. À, đã từng rồi, tốt lắm. Các bạn comment số về sự trung thực với cô Vân Hải cũng đã từng, không những từng luôn mà rất là nhiều, chứ không phải là một hai lần đâu. Trời ơi, comment xuống đi nào. Không, cái giận lâu không chuyển thành thù đấy các bạn. Giận lâu chuyển thành từ một cái vấn đề mà giận từ cái việc đùa nhau quá, xong cấu véo nhau quá, hoặc là đạp nhau vì một cái tình huống đấy. Lẽ ra chúng ta xử lý được tình huống là xong rồi thôi. Nhưng mà vì lâu không làm lành, đối tượng không làm lành với mình, đối tượng không xin lỗi mình, đối tượng không ôm mình, mình chuyển sang, mình thù sang một vấn đề khác. Sau đó thì trong ngày sẽ, những trong một tuần đó, kiểu gì bắt lỗi nhau. Bắt lỗi nhau ví dụ như là thì phải mâu ăn, ví dụ như là nấu cơm mà mặn hoặc là nhạt, hoặc là vấn đề cãi nhau dạy con. Có khi con bị ăn đòn oan vì cái tình huống này đấy. Vì là hai vợ chồng đang nhiệt độ đang rất là lên cao. Thế mà con nhảy vào, bây giờ nếu không bắt lỗi được với nhau thì kiểu gì sao bắt lỗi sang con, đúng không? Rồi nhà có công có việc, hoặc là đi ăn cỗ đám cưới cô dỗ hay cái kiểu gì đó, là kiểu gì cũng mặt thớt đi bên nhau. Rồi có khi lại mất một chuyến đi du lịch nào đó gần tới chẳng hạn. Thì các bạn sẽ thấy rằng là tác hại nó rất là lớn. Và trong nhà con cái có khi là thành nạn nhân hết, đúng chưa nào? Thì chúng ta phải bỏ cái tính này đi các bạn. Bỏ tính này đi.
chứ không cứ để như vậy thành dở, thì cô sẽ hướng dẫn các bạn cái xoay chuyển cái tình huống đó. Cái tình huống này thì cô xoay chuyển nó ngay suốt là cô sẽ chuyển sang trạng thái không nói gì, tức lắm rồi xong rồi khóc, tức lắm rồi khóc xong bỏ đi vào phòng. Anh ấy có vào làm lành hoặc anh ấy nói, nếu trong trường hợp có những người chồng, người ta trong tình huống có người chồng người ta cũng thấy là à ta thấy quá thì người ta chỉ bảo là người ta bảo xin lỗi nhé, anh chỉ là vô tình thôi, anh chứ không có đạt như thế đâu, hoặc là anh không ý định tát thế đâu, nhưng mà tại vì em tát anh đau quá nên nó phản xạ thôi. Nhưng mà mình nhận ra là cái lời xin lỗi là không có cái gọi là tính chất xây dựng, vẫn cái kiểu là đổ lỗi cho vợ, không biết hối lỗi, không chân thành, là không bỏ, không chịu bỏ qua. Đấy, thế thì nhưng mà cô nhận ra là nhiều bài học như thế mà nó chẳng biết là kết quả gì, và cuối cùng là cô sẽ ra nhiều vấn đề. Ví dụ như là chồng cô sẽ nói là anh xin lỗi nhá, anh không cố ý đâu, thì cô sẽ nói thôi thả cho nhẹ lòng, thả cho nhẹ lòng, thế là thôi, và mình tự điều chỉnh cảm xúc và lại trở lại bình thường. Anh có ôm cho ôm kiểu thế, anh cầm tay thì mình cho cầm tay luôn, ví dụ thế. Đây là một tình huống nhá. Nếu như trong tình huống mà anh không xin lỗi nhé, anh không có xin lỗi mình, anh lẩm bẩm ấy, cái gì đã ta tát cho mấy lần ta đã không nói gì rồi, nhưng mà lại khác là tát đau như vậy. Thế thì mình lúc đấy mình có khóc thì mình chỉ cần nói mình đau quá, ví dụ bẹo đau quá thì mình nói là anh bẹo đau thế, đau lắm thế này, trong lòng mình tức lắm đấy, như mình đang muốn khóc ấy, thì mình đừng có hãm giọt nước mắt, cứ để cho nó khóc, bởi vì nó cần phải tuôn chảy ra thì nó mới có khả năng chữa lành cho mình được. Em muốn khóc lắm, nước mắt em sắp chảy rồi này, trời ơi nó chảy rồi thế này, vì nó đau quá, đau quá rồi, sao mà anh bị ông đau thế, đau quá em đau. Thế anh ấy nói anh không cố tình, tại vì em thế là anh thế kia, nhưng mà em đau, đau rồi, anh có xin lỗi em không? Và nếu trong tình huống người ta nói là anh xin lỗi em, nếu anh mà anh xin lỗi ừ thì tha cho nhẹ lòng. Thế còn nếu anh bảo là tôi không xin lỗi, tôi đã sai gì mà tôi phải xin lỗi cô cả, thì mình cần phải anh cũng xin lỗi thì em xin lỗi anh được chưa, nhưng mà em lâu lắm đấy, ví dụ như vậy thì cũng xong. Thấy ông mà tôi giận quá, mình phải nhảy vào mình ôm, mình hơi thì anh nhưng mà em đau thế thì sao mà đau quá, anh nhìn lên này, ví dụ nó đỏ này đấy, ví dụ thế. Thì mình phải bắt buộc mình phải lao việc vào, vì các bạn phải hiểu là giận nhau mấy ngày đi chăng nữa thì sẽ vẫn được, có mặt thằng nó hạ xuống, hiểu chưa nào. Trong tình huống là mình sẽ nói với anh là mình có thể chọn một cái tình huống khác nữa, là mình nói là anh ôm em mà đi, anh ôm em đi chứ em đau lắm, đau rồi đau, em chỉ là vô tình em tát anh thôi chứ em cố ý đâu, nhưng mà anh làm em đau này, anh ôm em rồi. Thế là người ta ôm vào, bởi vì bản thân cái người mà đạp mình quá đáng đấy nó chỉ là vô tình thôi, trong tình huống chỉ là vô tình thôi. Cho nên khi người ta vô tình như vậy thì bản thân bên trong người ta cũng day dứt, người ta cũng cảm giác rất là có lỗi. Thế việc đó là mình phải cho người ta có cơ hội được ôm, hiểu chưa nào. Hoặc trong một cái điều khác nữa, vẫn là vấn đề đấy nha, mà khi đi ngủ mình có thể là lúc đó bạn không kiểm soát được, là bạn sẽ bỏ vào phòng, bạn sẽ tức giận đấy, thì vào trong phòng rồi mà anh biết hối lỗi thì anh ôm, anh gác chân thì để nguyên chân đấy cho anh gác, nhớ chưa, đừng có rút chân ra. Nguyên người ta ôm thì mình để nguyên cho người ta ôm đấy. Thế thì anh bảo là anh sẽ nói những cái câu gì đấy thì mình để nguyên. Còn nếu trong tình huống là anh không xin lỗi, anh cứ ôm thôi, thì mình cứ cho ôm và mình quay trở lại, mình ôm tương tác các bạn. Đây gọi là ôm tương tác chứ không phải là mình thèm gì ôm kẻ. Nhưng mà nói thật ra không ôm vào lúc đấy là mình chết liền luôn các bạn. Bắt buộc lúc đấy phải có những cái ôm được chữa lành, phải ôm để mới chữa lành được. Rồi nếu như sâu sắc hơn nữa thì lúc đó là cái lúc cần phải xâm nhập á. Biết xâm nhập là cái gì rồi đúng không? Bắt buộc lúc đó cần phải xâm nhập, giúp vợ chồng dẫn dỗ nhau xâm nhập phát là hết liền à. Nên bắt buộc phải làm như vậy. Ôm ấy, ai mà chồng đùa nhau quá là chồng cô mà
xoay kiểu biết lỗi em, thì xin lỗi mới xin lỗi thà nhẹ lòng đấy, thì không thì anh ôm thì mình cũng ôm luôn. Thì khi người ta phải thực sự vui vẻ người ta mới xin lỗi với cái chân thành các bạn ạ, chứ còn đa số là toàn xin kiểu vỉa môi nhau thôi. Nhưng người ta đã xin rồi tôi tha các bạn, các bạn comment xuống tha cho nhẹ lòng. Đấy, cô xử lý theo kiểu nhiều cách lắm, thế thì làm cho nó không có cơ hội để giận nhau nữa các bạn, chứ không bản đầu lắm các bạn, mà cuối cùng vẫn có mặt thằng phải hạ xuống. Và nếu là nếu điều gì xảy ra, nếu như anh ấy cố chấp, anh là người gia trưởng thì sao, anh không có xin lỗi bạn thì sao, mà bạn thì cứ ngồi chờ hai thằng cùng cố chấp ở với nhau thành phá hoại các bạn. Comment xuống thà cho nhẹ lòng, comment xuống đi nào, thà luôn đúng không? Đó, anh là mình bảo anh xin lỗi em đi, anh không ra là kia, vậy thì em xin lỗi anh được chưa, em xin lỗi anh được chưa, là được chút gì đấy, kiểu giọng chân là mình hạ tâm rồi. Em xin lỗi anh là được chứ gì, nhưng mà em đau, em nhưng mà rõ ràng là anh làm em đau, thế thì anh em mới làm anh đau ấy, nói kia đâu chỗ đau của anh ở đâu, thế thì anh bỏ đấy ra. Thế thì mình hạ xuống, mình đi xuống cái vùng mà xuống đạn ấy, mình sờ xin lỗi mày nhá, tao đau lắm luôn nhưng mà tao vẫn phải chạm vào mày để được chữa lành sâu sắc, hiểu đấy, và mình có cái pha cái sự hài hước vào thì nó sẽ quên nhau. Và nếu như đối tượng mà ôm mình thì quay lại ôm tương tác luôn các bạn, anh xin lỗi tha cho nhẹ lòng. Nếu như đối tượng không ôm mình, không xin lỗi, thì mình quay lại mình xin lỗi người ta. Anh hùng mà, nữ anh hùng mà. Nữ anh hùng mà, trả thù sau chưa muộn, để chưa đến lúc. Rồi bây giờ đến lúc tôi phải chọn mâm đã, bây giờ anh chọn bát cái gì, rồi tôi chọn mâm. Thì lúc này mình sẽ ôm này, mình xin lỗi này, mình gần gũi này. Sau khi gần rồi, đối tượng cảm thấy hết phòng thủ rồi, vui vẻ rồi, thì mình sẽ cho nhìn, vô tình mình sẽ nhìn, ôi cái tay này em đau lắm đấy, bây giờ em vẫn đau rồi này. Khi mà vui vẻ rồi thì anh ô rô để anh xem nó chút thương đấy, để anh thơm đi, thơm lại đi, xin lỗi nó đi. Rồi hôm qua em giận lắm ấy, nhưng mà em vẫn cứ phải xin lỗi anh ấy, bây giờ anh thơm em đi. Hay làm em đau thế là đến lúc người ta xin lỗi rồi kia, thơm chỗ khác đi, thơm chỗ này nè, đây thơm dễ nữa. Giờ nó lại bảo gì nghe. Nhưng mà cho em đi shopping, cho em đi ăn nhà chứ em đau. Thế là người ta cho đi, hiểu chưa? Ok, nữ anh hùng trả thù sao chưa muộn các bạn ạ. Cô ấy là chồng của cô, cái đầu của anh này liên tục bị lún. Lún vì cái tội là cái lúc mà anh tức giận và cô tức giận là cô sẽ lún xuống các bạn, cô sẽ để trả thù sau nhé. Thế sau đó lúc nào mà vui vẻ các bạn, thế thấy yêu anh yêu nhiều lắm, ghi cổ kẹp lách luôn, cấm lại cắt phát cái gì đấy, tại sao đây là em là cổ ấy đau đấy, nhiều quá thì cổ là phát cắt. Thế là các bạn biết trả thù sao. Nên chồng cô lúc mà anh tức giận thì anh không bao giờ bị ăn đòn, nhưng mà khi anh vui vẻ là ăn đòn liên tục và lún chán liên tục các bạn, cướp má mà bạc và chẳng thấy phản ứng gì cả, mà cứ chán bị lún liên tục mà hắn không phản ứng gì cả, bởi vì các bạn biết vui rồi, vui rồi thì không sao cả, ghi cổ thắt chặt đâu. Nhưng mà chỉ làm phát thôi, phát hai phát thôi xong thôi, chứ đừng có kiểu là bạc nó xong một lúc là bạc nữa thì nó lại đấm lại cho, thì lại quay trở lại thành đua đòi dài. Mà kiểu theo kiểu chiến thuật, theo kiểu như là đây gọi là bắn tỉa chiến thuật bắn tỉa, và lúc này là không kịp phản ứng luôn, cứ vừa đấm vừa xoa thôi, kẹp vào cổ đấy. Lấy tay kẹp vào cổ, úp mặt vào ngực, bạc phát vào đầu hay là chấm, hắn không có phản ứng gì hết trời. Vì các bạn biết là tưởng tượng ngập nguội vào trong cái sữa, trong các thể loại bánh rồi ấy, thì lúc này không thể nào mà làm gì được. Các bạn biết đấy, kiểu du kích đấy, theo kiểu là bắn tỉa là vù phát vào đầu chồng, nhìn đâu đấy
lại lại ôm đâu thương 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 cái nhá. Đấy là yêu, em yêu anh quá, trời ơi sao anh thương thế nhỉ, sao anh đẹp trai bà phân đúng chủ ơi, ôi đẹp trai. Lúc vui này hắn có làm gì được, nhưng mà chỉ một hai cái được kiểu thế thôi, chứ còn các bạn ấy liên tục hay là lại chuyển thành thù dai thì lại ngu. Hay không, em xem cô nói hay quá, hay không? Nào hay comment xuống đi để lấy năng lượng chia sẻ tiếp, còn không tôi đóng sổ. Các bạn comment vào đi, comment tag bạn bè cho một số đứa nó vào nó xem, nó sống gửi đi xem hài ấy. Tất cả các buổi học của cô đều mang tính giải trí hết, chứ không có gọi là căng thẳng gì đâu. Còn nếu buổi nào buổi thiền đi ngủ từ đầu đến cuối luôn. Còn hầu hết là tất cả buổi học của cô mọi người cười rách miệng là vì như vậy, vì cô lồng cái câu chuyện rồi ứng dụng thực tế rồi các thể loại vào. Nếu các bạn thấy vui, các bạn có thấy là các buổi học của cô nó giải trí không? Mình tự chia sẻ mình thấy mình cười, thấy vui. Chồng cô luôn trái hết rồi nhưng mà không cười, hắn lún trái liên tục mà hắn không phản ứng được, hắn không thể dương cờ lên được. Ai mà buồn ấy vào chắc xem cái video của cô vừa học được mà vẫn thấy buồn cười đúng không? Điều thứ ba chớp cười, điều thứ ba là gì? Không liên hệ, không liên hệ. À có một cái nữa, nó là gì? Không nhắc lại đã, người nên không liên hệ, không nhắc lại các bạn. Cô quái chắc cái vụ mà cô cụ đầu chồng cô mà nó không cứ ăn được. Nhưng mà chỉ thế toàn làm thôi, làm quá đà phát lại là ăn gãy ngay. Còn nếu thì toàn làm một lai cái thì vui lắm. Không nhắc lại các bạn, không nhắc lại, ví dụ như là có một lần mà chúng ta đùa dai quá và anh đạp xuống chân đạp giường các bạn cháu cãi nhau chẳng hạn, thì bình thường thì chúng ta không nhắc lại cái việc đó, mình sẽ không nói đấy, đang vui vẻ tự nhiên nhắc là hôm trước đùa nhau anh tự chạy sao anh đi anh đạp em xuống giường thế à, anh đạp như thế anh biết em đau lắm không, tại sao anh làm như thế, hỏi tại sao bố thằng nào biết tại sao. À, vì đơn giản tại thời điểm đó đấy là những gì tốt nhất mà anh có thể làm. Đó là nếu ông nào ông thông minh ông ở đấy là những gì tốt nhất anh có thể làm rồi, nếu như không phải là tốt nhất thì có khi là có thể chuyện tồi tệ đó là xảy ra, cho nên là chúng ta hỏi tại sao nó không ok. Và điều tức là những cái vấn đề là nhắc lại về cái chuyện cũ ấy, buồn ấy, thì đó là sẽ làm cho người ta nhớ lại những cảm xúc tiêu cực. À, ví dụ như vợ chồng cô trong quá khứ thì bè bét lắm các bạn, rất là bè bét, thì các bạn biết là cuộc hôn nhân nào mà chẳng có những cái giai đoạn nó rất là nóng lạnh đúng không? Thì có những lúc mình cư xử với nhau nó không đúng, rồi không văn hóa, không rất gì về này nọ, thì nó kiểu chôn nhau. Thế vậy thì các bạn sẽ thấy là khi các bạn hạnh phúc rồi, đang vui vẻ này, vợ chồng đang mơ màng ôm nhau rất là vui vẻ và đang cười, đang nói rất là gì, tự nhiên mình xem một bộ phim chẳng hạn, xem một bộ phim mà thấy nhân vật trong đó đấm nhau, hoặc là mình xem trên Facebook thấy người ta có một clip chồng đánh vợ đấm nhau, mà trong quá khứ mình cũng đã có tình huống đấy, thì mình lại xem cho anh xem cái điện thoại đó, xem cái video đó và nói với anh là ui lời này khiếp, người ta đánh nhau là anh thế, giống đánh nhau nó hay thu hút nhau xem thế, ồ khiếp kinh nhỉ, hai bên đang nói chuyện kinh nhỉ, thế là người vợ lại nói thằng khốn nạn không, nhìn nó đấm kìa, trông kinh không, mẹ thằng này cho đi tù đi, cho đi tù đi, thằng này đập mặt ấy, điên nhìn ghét thế, đấy bao nhiêu người comment chửi đây, đấy nhìn thằng tàn nhẫn nhỉ, khốn nạn nhỉ, thế sau đó ông chồng kinh nhỉ, nhưng con vợ kia chắc nó phải thế nào nó mới đánh, chắc thế nào nó đánh thì tự nhiên nó đánh thế kia, thế nào, sao thế nào, đánh thì đánh thì đánh thế nào, nhìn nó này người ta đánh thế này. Hay là ngày xưa anh cũng đánh thế, anh đánh em thế xong bắt đầu bây giờ anh nói thế. Thế ngày xưa làm sao? Các bạn thấy nó rõ. Thế từ xem một cái video rất vớ vẩn rồi quay sang tự nhiên cà khịa nhau.
Thế có phải ngày xưa anh đánh em một gì? Anh đánh em thì bây giờ anh bảo làm sao? Thế ngày xưa em làm sao? Em làm gì? Anh nhìn lại xem. Ngày xưa em làm sao? Thế ông chồng ông sẽ nói một vài câu, vợ nói một vài câu là tức gần cổ nhau lên. Thì các bạn thấy cũng dở. Nếu nhắc thì nên nhắc vui, chứ không nên nhắc lại những chuyện tiêu cực. Ví dụ như là nhà cô ấy thì chồng cô rất là khôn ở chỗ là anh sẽ nhắc lại những chuyện vui, anh ấy sẽ nhắc lại những cái chuyện vui như là em một đứa cái lần ấy mà anh đưa em ra cái ra Mỹ Đình ấy, ở trên cái đồi đấy em nhớ à, nhớ lên đấy cái hôm mà em đưa anh đưa lên em lên đồi ấy, sau đó thì trên cái đồi A1 ở sân bóng Mỹ Đình ấy, thì xong rồi anh vẫn còn nhớ mãi cảm giác mà anh chỉ lên trăng anh bảo ồ hôm nay trăng trắng thế. Thế là anh thơm em một cái mặt em đơ luôn, mà anh nhìn lúc đấy cái mặt của em dễ thương lắm. Thế là kia đấy, thế thì anh bắt đầu dẫn dắt những cái câu chuyện và mình bị lạc trôi vào câu chuyện đó luôn. Xong rồi cũng thêm thắt câu nọ, thêm thắt câu kia, hai người thêm thắt nhau. Thế thì nó tăng xong cái cảm xúc rất là yêu thương tại thời điểm đó. Nó rất là vui, thế cảm thấy happy. Thế tự nhiên hôn nhau, xong rồi làm chuyện gì đó rất là ABC, lợn xề gì đó. Và làm rất là vui. Nghĩa là đấy, cách mà chồng cô làm. Còn thì cách thì cô sẽ làm theo kiểu như vừa rồi đấy. Thế các bạn thấy là cái trí tuệ của chúng ta thật là vô đối quá đi. Đúng không? Cho nên rất là có thể là tả được cái độ vô đối của phụ nữ. Thế là người đàn các cụ có nói một câu đó là tự tay bóp ấy, bóp giờ ai ấy, đấy kiểu thế. Thế là tự mình nhấp ướt vào mồm mình rất dở luôn. Là cô dính về cái này, ngày xưa cô dính kinh điển lắm, nhưng bây giờ là cô đỡ NGU rồi, không còn cà rốt nguyên luống nữa, mà cô sẽ chuyển sang nhắc lại những chuyện mà rất là tích cực, rất là vui vẻ. Mà thỉnh thoảng mà nhắc lại những chuyện kia, nhìn mặt anh mà ví dụ anh không vui, mình hơi nói nhẹ thôi mà thấy mặt chồng mình không vui hoặc gì, hoặc là không phản ứng cái thì mình chuyển chủ đề ngay, chứ mình không có cái kiểu là cố nhắc xong cố đì cố thế loại kia nữa thì nó sẽ ảnh hưởng đến mối quan hệ. Thì các bạn nhớ nhé, tốt nhất là không nên nhắc lại những chuyện tiêu cực. Cái gì đã qua trò qua luôn các bạn à, các bạn comment xuống, cái gì đã qua trò qua luôn, không nhắc lại. Đừng sống như con bò ấy, ngày nhai cỏ đêm mà nhè ra nhai lại. Phụ nữ là cái loài động vật rất là thần thoánh như thế, cứ ngày nhai cỏ đi gặm cỏ xong tối lại nhè ra nhai lại rất kinh bựa, đúng không? Tự mình giết mình mà mình không biết. Thì cái này là tại sao mà bạn lại có những cái dấu hiệu về việc là giận lâu, thù dai, hay là bạn có những dấu hiệu về việc nhắc lại những quá khứ là do bạn không được chữa lành thôi. Thì các bạn học cái quy trình chữa lành, quy trình 5 bước tự chữa lành mối quan hệ cho mình và cho bất kể ai ấy, thì các bạn comment xuống. Thì các bạn có thể đăng ký học cô Vân Hà Anh, nó chỉ có một quy trình thôi, nhưng 5 bước mà làm đi làm lại thần thoánh luôn thì nó sẽ hết. Thì cái quy trình này nó chỉ có 200.000 cô thu kiểu theo tượng trưng mà. Theo kiểu tượng trưng để cho các bạn học nghiêm túc ấy. Kiểu thế thôi, ai muốn học thì chúng mình comment xuống là được ha. Cái phí chuyển có 200.000 thôi ha. Không nhắc lại nha. Comment không nhắc lại. Cái gì đã là quá khứ cho nó trở thành quá khứ là cái quan trọng nhất. Các bài học trong quá khứ là gì? Nó đã diễn ra là để giúp cho chúng ta được tiến hóa về linh hồn. Thông qua bất kể trải nghiệm vui hay buồn thì chúng ta cần phải nhận thức về vấn đề đó để chúng ta tìm ra thông điệp. À, nếu nó là một trải nghiệm vui, à làm thế nào để nhân được nhiều niềm vui hơn. Nếu nó là trải nghiệm buồn, à ta rút ra bài học cho trải nghiệm buồn đó. Thì linh hồn chúng ta sẽ tiến hóa hơn, chúng ta sẽ nhận thức cao hơn và mỗi một ngày chúng ta sẽ tốt hơn. Hay chúng ta trở thành nữ hoàng đơn giản vậy thôi. Còn nếu như chúng ta cứ lặp đi lặp lại những cái việc trong quá khứ, phải hiểu là quá khứ cho ta bài học. Chứ không quá khứ những cái chuyện đau buồn nó không phải là đến là trừng phạt ta đâu. Luật nhân quả hay là nghiệp quả nó đến với ta cũng không phải để trừng phạt, cũng không phải là tại vì cái đứa này nó ngu cho nên là bắt buộc phải trừng phạt nó, không phải. Đơn giản là để cho người ta được tiến hóa linh hồn, cũng giống như luật pháp của chúng ta đưa ra cũng vậy. Tại sao đi vượt qua đèn đỏ thì tuyết tuyết đứng lại thêm tiền, thế thì
làm một hai lần như thế thì chúng ta sẽ có ý thức hơn, chúng ta sẽ không làm thế. Chứ còn nếu mà nói chung ấy thì nhà nước ấy không hề mong muốn là sẽ bắt lỗi của chúng ta những vấn đề đều đó để thu tiền của dân để làm lợi cho nhà nước. Nhà nước ấy thì đều là phục vụ cho dân mà, đúng không? Cho nên là cái người mà để cho cảnh sát phải bố trí ở các đèn đỏ, cái số tiền nhà nước phải trả lương cho các anh cảnh sát đó quá tội. Cho nên các bạn thấy rằng nếu như ý thức của ai cũng như bên Nhật ấy, chẳng cần đèn đỏ đâu các bạn ạ, à, chẳng cần công an cảnh sát đâu nhá, ở bên Sinh đây nó giáo dục rất là kỹ về đường đi các thể loại, và thằng nào mà đi qua đường mà không đi vào người đi bộ nhá, mà không đi qua đúng vào lề đường của dành người đi bộ cũng bị phạt, mà theo kiểu phạt theo kiểu ong tu tự động. Còn thì đi qua đèn đỏ thì chẳng có cảnh sát đâu, khác có để có cái cách thức để nó bám tận đít luôn, để cho các bạn có phải trả phải có bài học cho cái vấn đề đó. Chứ các bạn thấy là kể cả những người mà vào ăn cơm nhà nước cũng vậy, thì đấy chỉ là một hình thức để giúp cho linh hồn họ tiến hóa, họ cần có nhiều thời gian để họ nhìn nhận về bản thân họ khi họ ở một mình, họ cách ly với xã hội để cho họ có nhiều thời gian để nhìn nhận lại thôi, và họ rút ra bài học thôi. Chứ nhà nước không phải là trừng phạt. Cho nên mỗi một năm nó có một cái ngày gọi là đại xá gì đấy, thì các là nhà nước lại có những cái chính sách khoan hồng là để cho mọi người là thấy những ai mà người ta thấy rút bài học và tu tập tốt thì nhà nước lại cho cái kiểu đại xá đấy gì đấy. Cho nên các bạn nhớ rằng là các bài học dù vui hay buồn nó đến không phải để trừng phạt chúng ta đâu, mà nó đến là để giúp chúng ta được tiến hóa linh hồn sâu sắc nhất trong kiếp sống này. Cho nên cô Ba Đàn rất mong muốn là các bạn được tiến hóa sâu sắc linh hồn mình thông qua các trải nghiệm, thông qua các câu chuyện, thông qua các vấn đề với người bạn đời chúng ta. Vì cái bài học với bạn đời chúng ta là bài học nhiều nhất, và nó diễn ra liên tục và nó lặp đi lặp lại cho đến khi nào chúng ta nhận thức ra thì bài học nó không lặp lại nữa, đúng không nào? Rồi, điều thứ tư là không liên hệ. Cái này cũng hay dính. Trong giao tiếp ấy, mà chúng ta thù dai, đùa dai cũng chết. Chúng ta thù lâu, giận lâu cũng chết. Chúng ta nhắc lại những chuyện mà gọi là tiêu cực trong quá khứ thì cũng dẫn đến fail, đúng không? Mà chúng ta liên hệ, đang giao tiếp, đang rất ok, tự nhiên liên hệ bản thân. Ví dụ như cô vừa kể một câu chuyện là nhắc lại đấy, là gì? Thế ngày xưa anh cũng đánh em như vậy thế này, em tổn thương lắm, ngày đấy em tổn thương lắm, và lắm lúc em vẫn nghĩ về chuyện đó, em vẫn không quên được đấy. Thế sau đó thì người chồng của thôi, tôi vợ nghĩ lại, nhắc lại những chuyện đấy làm gì, nó qua rồi. Thế sau đó thì hai vợ chồng có thể xem tiếp cái video đó, thì có thể bàn luận được câu chuyện đó. Thì người chồng lại nói là, nhưng mà vấn đề là người vợ nó phải làm cái gì thì anh ta mới đánh, chứ còn người ta không ngẫu nhiên loại đánh như thế này. Thế anh nói thế là ý là thế nào? Thế là ngày xưa em không có ra gì à? Em không theo đội thế kia à? Cho nên anh đánh em à? Thế nhưng mà đơn giản là chồng bạn chỉ là bình luận về vấn đề thôi, chứ chồng bạn cũng không phải là cố ý lôi bạn vào. Hoặc là ví dụ chồng bạn khen vợ của một ai đó và nói rằng là ôi khiếp, cái anh này anh kia, anh có cái người vợ xinh nhỉ, xinh thế, hấp dẫn đấy, ngực to thật đấy, ngực to mà chân dài, trông trắng, ngon nhỉ. Thế thì người vợ sẽ lôi ngay câu chuyện anh bị làm sao đấy, anh bị làm sao mà anh nói thế, làm sao, ngực to, ngon, nói như người ấy bị thiểu não ấy, anh có bị vấn đề không đấy hả? Thế anh nói thế thì là em ngực lép, em anh chê em à? Không, em ngực lép ngon kiểu của lép, nhưng mà rõ ràng là anh chê em, anh nói như thế mà ngon, còn em không ngon thì em không, anh không, anh chê em thế này, anh chê loại kia, anh có nói chê em đâu, anh có chê em câu nào không? Nhưng rõ ràng anh nói như thế là chê em. Anh chê em ngược lát cái gì? Anh chê em là người là lồn gì? Anh chê em rất là chê kia gì? Anh chê em không ngon gì? Anh sao bảo với nó? Kiểu thế. Thì các bạn thấy là trời ơi, em nói chuyện như cướp.
nói chuyện thế mà nói chuyện ngu như chó ấy, nó mở mồm ra là ăn nói là không ra cái thể loại gì, đáng nói chuyện bình thường. Anh nhìn anh có bình thường không? Khen vợ người khác vô duyên kiểu thế. Thì lần sau mà mình gặp vợ của cái anh đấy là mình rất là không ưa luôn các bạn. Là cô ấy bị so sánh một cách kiểu cô bị đưa vào cuộc một cách là rất là thốn, và cô bị ghét một cách rất là vớ vẩn mà cô không hề biết luôn. Ai đã từng bị cái này comment xuống hoặc là bất kể mà cái gì đó ví dụ, hoặc là hay kiểu chúng ta hay có cái chuyện là liên hệ bản thân, đưa các vấn đề mà nó câu chuyện đấy người ta không có cố ý nói đến mình, nhưng mình tự nhiên mình lại lôi cái câu chuyện đấy và đang nghĩ người ta đang nói mình. Phải nhớ này, nếu như người ta có đang nói mình đi chăng nữa cũng không bao giờ để cho người ta đạt được mục đích các bạn. Bởi vì trong đó nó có, nếu nó là thật thì nó là có sự trả thù ngấm ngầm. Ví dụ như chồng chúng ta đang so sánh chúng ta thật, đang ở đấy sang nhà người ta, vợ người ta đảm đang, thì con bé nó đảm đang thế mà nó ngon, nhà cửa nó sạch sẽ đấy, thì nói thế là bất tất cả đấy, máu nó đổ lên đầu đấy. Thế anh nói thế là cái gì? Thế nhà này không sạch sẽ à? Vợ anh không đảm đang à? Thì chồng của bạn sẽ nói một câu là đảm đang, em mà đảm đang cả cái nước nữa đảm đang ghê. Thế thì bắt đầu gây nhau, cãi nhau đấy. Thì nếu như chồng của bạn mà có khen cô gái đó thì nói với anh ấy một câu là ôi nhờ con bé kiếp cái chị đấy đảm đang thế mà sạch sẽ, nhà cửa sạch sẽ nhở, mà kiếp nấu cơm ngon nhở, xinh thế, anh ấy thích nhở. Thế rồi chạy ra ôm anh và nói rằng nhưng mà em còn yêu anh hơn, người ta đảm đang chưa chắc đã yêu anh đâu, và chắc chắn là không yêu anh đâu, và chưa chắc người ta đã yêu chồng như em đâu. Em là dạng người ta dành thời gian để cho cái việc nấu nướng, cho việc dọn dẹp, còn em thì dành thời gian để yêu anh thì thời gian đâu mà dọn dẹp nữa, đúng không? Cho nên em yêu anh nhất trên đời luôn, mà chồng em đẹp trai mà cái mỏ nó xinh lắm luôn, cái mỏ này xinh thế này toàn nói lời xinh ý đẹp thôi, hay lắm luôn, để em thơm bạn chút. Thế là người ta tìm gần các bạn. Cái thứ nhất là phải khen đối tượng kia, cái thứ hai mình nhận mày không đảm đang luôn, thế là người ta đỡ phì phèo, xong cộng thêm một vài yếu tố khen người ta vào, thế là người ta sẽ không nói gì nữa, ok chưa? Còn nếu như mà anh ấy nói mà không có ý trả thù gì ở đây cả thì tuyệt đối chúng ta cũng không lôi mình vào, cũng không có anh đang nói em mà thế tội kia, mà chỉ là tương tác. Mình cần phải có cách nói chuyện tương tác nào, comment xuống, cần phải học cách nói chuyện tương tác. Tương tác theo kiểu nhỉ, cái chị làm đang thế nhỉ, đấy nhỉ, nhưng mà cái anh đấy ấy, em để ý cố đảm đang thế thôi, nhưng mà cái anh ấy không đẹp trai bằng anh nhá, anh ấy không yêu vợ như anh đâu, mà em thấy anh yêu vợ nhất trên đời luôn, mà anh đẹp trai, mà nhìn đây này, khép nhìn đây này, sáu múi thông một nè, thấy chưa, xinh chưa, người ta nhá, sáu múi theo kiểu chỗ nào sao chỗ xấu, đây là sáu múi thông một xinh lắm luôn, chỉ có một mình anh sáu múi thông một xinh nhở kiểu thế các bạn, mà anh đẹp trai thế. Cái cách trả thù lại là khi chồng mình so sánh mình với một thằng khác, với một đứa khác, thì mình sẽ khen chồng mình nâng lên tận mấy vào, không xuống được luôn, vì người ta biết là người ta nói dại, người ta lên cho anh xuống, khỏi xuống, lên trên đấy mà ngồi trên đấy mà thở trên đấy, ngồi trên đấy mà tương tác với mấy cái đứa trên đấy cho nó tốt, cho mây với gió với mấy con chó trên đấy cho nó vui, hiểu chưa? Ba, con nghe rồi ba. Dạ. Vâng. Vâng. Thế ba về đi nha, mai ba về nha. Con đang live stream. Con đang live stream. Anh ở bên ngoài nhưng mà con cầm điện thoại để con xem tương tác. Vâng. Thế thôi nha. Con chào ba nha. Con yêu ba, mai ba về nha.
Chào bạn. Thế thì các bạn sẽ thấy là gì? Là cái trò liên hệ mình sẽ bất ngu đi các bạn. Liên hệ là một cái thể loại là tự bốc đống phân trong nhét vào mồm. Thế là dở không? Dở quá đúng không? Comment xuống này mà ai đã mắc phải những cái lỗi này, comment xuống đi xem nào. Ai mắc phải liên hệ. Thứ năm là không so sánh các bạn nhé. Chồng chúng ta, anh ấy so sánh chúng ta là người vô minh, còn chúng ta là người trí tuệ. Thì không so sánh chồng với một người khác, mà chuyển sang khen chồng, gãy lưỡi và uốn lưỡi và khen. Luyện được, cái này hoàn toàn có thể luyện được. Các bạn tăng bạn bè chia sẻ chưa? Cô em đăng ký chữa lành. Ok, các bạn đăng ký chữa lành thì các bạn để lại số điện thoại hoặc là đăng ký trên đường link trên. Các bạn có thể để lại số điện thoại inbox trên cho cô cũng được. So sánh thì các bạn biết tác hại rồi đấy, đúng không? Không so sánh. Chồng bạn có thể so sánh bạn với một người khác. Ok, anh ấy đi. Thằng nào gieo thằng nhận. Gieo nghiệp ấy là nhận nghiệp đấy. Thì khi anh so sánh mình với một người khác thì ở ngoài kia sẽ có một người thay thế bạn là so sánh anh với một người khác. Nhưng mà hãy để cuộc đời làm điều đó, còn chúng ta sẽ không làm điều đó. Bởi vì thằng nào mà làm là nghiệp tụ vành môi, cho nên là khẩu nghiệp lắm, cho nên chúng ta sẽ không làm điều đó. Đồng ý không nào? Comment xuống. Khẩu nghiệp lắm. Comment là khẩu nghiệp lắm. Chúng ta sẽ không làm như thế. Không so sánh chồng với một người khác. Bởi vì các bạn biết đấy, khen thôi đã là thiếu rồi, khen thôi đã là ít rồi. Khen cũng là một trong những cách để có thể chữa lành được. Các bạn thấy là hầu hết tất cả những đứa trẻ của chúng ta sinh ra ở cái môi trường Việt Nam là cha mẹ Việt Nam. Việt Nam là gì? Yêu cho roi cho vọt và ghét cho ngọt cho bùi. Là chuyên so sánh con mình với con nhà người ta, chuyên lấy đòn roi ra để dạy thay vì nói lời yêu thương. Thật tất cả các đứa trẻ của chúng ta, dù nam hay nữ, thì đa số chúng ta đến từ sự tổn thương, đúng không? Chúng ta bị tổn thương nhiều vì thiếu, cảm thấy thiếu tình yêu thương và cảm thấy không được ghi nhận, không được yêu thương, không được chấp nhận, không được đánh giá cao. Rồi thì lúc nào cũng cảm giác có thể là bị cô đơn hoặc bị bỏ rơi, ví dụ vậy. Cho nên là các bạn thấy cái việc mình khen chồng mình chính là để giúp cho anh ấy chấp nhận chính anh ấy, để cho anh thấy được ghi nhận. Thì khi anh được ghi nhận thì anh ấy sẽ tỏa sáng. Còn nếu như chúng ta cứ bố mẹ anh đã chê, đã đủ lắm rồi các bạn. Các bạn thấy ở cái môi trường Việt Nam, cha mẹ, mấy cha mẹ nào đi khen con, đúng không? Có khen thì khen gấm chân gối sen khi chúng ta có mặt, còn khi có mặt của chúng ta là khẩu nghiệp lắm. Cho nên là tất cả đứa trẻ tổn thương. Chứ khi tổn thương như này, chúng ta lấy chồng thì lấy vợ thì cho cái gì? Chúng ta có tổn thương, chúng ta sẽ cho bạn đời tổn thương. Có yêu thương, chúng ta sẽ cho yêu thương. Cho nên là bạn đời chúng ta, họ cũng nghèo yêu thương, mà chúng ta cũng vậy. Cho nên hạn chế mắc phải những lỗi này và mắc phải những lỗi so sánh chồng mình với người khác, thì khiến cho anh bị tổn thương và cảm giác quá khứ nó ùa về. Cho nên khi anh cãi nhau tức giận bạn, bởi khi bạn so sánh anh với người khác, không phải là anh tức giận với bạn đâu, mà anh đang tức giận quá khứ của anh ấy là bị chê trách nhiều quá, bị so sánh nhiều quá, cho nên anh bị tổn thương, nó giống như nó tấy lại ấy. Được chưa nào? Cho nên chúng ta sẽ tránh những cái này để chúng ta đỡ bị nghiệp, chúng ta đỡ bị hút nghiệp vào mình nha. Không mắc lỗi này. Bây giờ chúng ta sẽ comment xuống, cô sẽ đọc nhé. Một là không thụ đùa dai. Ok, các bạn comment xuống đi. Comment là không, 5 bài học nhá. Không đùa dai, không giận lâu, không nhắc lại, không liên hệ, không so sánh. Trong 5 cái điều này, bạn đang mắc phải những cái lỗi nào thì comment xuống. Ví dụ mắc 1, 2 thì comment 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5 thì comment cả là 1, 2, 3, 4, 5. Mày mắc 4, 5 thôi thì comment là 4, 5. Để chúng ta nhìn nhận lại bản thân mình. Comment xuống nào. Ai mắc phải cái lỗi nào nhiều nhất? Ví dụ số 1 thì ghi là số 1 vào. Ai mắc số 2, comment số 2 vào. Xin chào Như Hoa. Chúc mừng Như Hoa vào một cái live stream mà cô đã chia sẻ xong.
Các bạn comment xem nào, trong năm cái này ví dụ như là Bùi, Thùy Nhung comment rất là trung thực là 1 2 3 4 5. Đấy. Chúng ta phải biết sai, chúng ta phải biết mình đang sai chứ. Đúng không? Chúng ta đang mắc phải những lỗi này thì chúng ta comment xuống luôn nào, phải thôi, chẳng ai phê bán các bạn cả. Nhưng khi mình dám đối diện với cái điều mà mình chưa có làm ok thì mình sẽ có cơ hội được chuyển hóa nữa nào, phải thôi. Biết sai để mà sửa, đúng không? Đấy, các bạn comment số ra nào. À, Hà Tuti City gì đấy, 1245 cô ghi nhận em và đánh giá cao lòng can đảm của em. Hằng Phan, em mắc 34 là không hay nhắc lại và hay liên hệ bản thân, đúng không? Thu Tiểu là 5 là hay so sánh. Thu Lê là 124 là hay đùa dai, hay giận lâu, và 4 là hay liên hệ bản thân. Ví dụ như vậy, đúng không? Comment xuống nào. Tốt lắm. Có đánh giá cao lòng can đảm các bạn. Nghe xong em cũng thấy đủ lắm. Cô cũng đủ lắm luôn mà. Sau đó thì cô mới tiến hóa hơn bằng cách là mình không giảm dần các bạn. Một phát mà hết luôn ấy thì đời chúng ta thành thiên thần hết. Mà nó giảm, nó giảm một cách triệt để luôn. Ví dụ ngày xưa là mình mắc theo kiểu 10, cấp độ 10 chẳng hạn. Mình giảm xuống còn 9, giảm xuống còn 8, đến một ngày còn 3, 4. Cô mà vẫn dính 1, 2 luôn các bạn. Vẫn dính chứ, đâu có hết đâu. Và thỉnh thoảng vẫn dính, nhưng mà dính mình biết là trời ngu rồi. Mình lại ngu rồi, ngu phát quay đầu luôn các bạn. Biết mình ngu cái, quay đầu luôn. Giống kiểu như là xe đi theo kiểu mất tốc độ ấy, đi quá đà, tít vào sau thì biết sai cả. Quành luôn. Gió mặt ngay. Quay trở lại xin lỗi ngay. Em mắc 2, 3, 4, 5. Em không có đùa dai đúng không? Cái đùa dai là đa số là đến từ những cái kiểu như là ai mà hay nói nhiều, hay bị, hay đùa dai là nói nhiều, hoặc là kiểu hơi nhây nhây. Giống như cô là hơi lầy lội, có một cái yếu tố một chút hài hước, một chút lầy lội, một chút nhây thì hay dính về cái đùa dai này. Nhưng còn đa số là nếu bạn nào mà không nằm trong số đó, nghiêm túc ý, ít nói thì sẽ dính về những cái thứ sau. Lại ngu rồi, ngu phát quê đầu lươn. Đúng rồi. Cô đúng là Vesa. Cô đúng là Vesa số đặc biệt. Phong quang. Em nghiện cô rồi cô ơi. Có ai mà tiến sĩ mà giống cô không nhỉ? Trông người ta rất là nghiêm túc. Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đến với live stream của chúng tôi. Và các bạn hãy đặt lại câu hỏi và để tôi có thể giúp cho bạn. Thế điều gì đang diễn ra với bạn vậy? Thế bạn tên là gì? Thế bạn đã kết hôn lâu chưa? Kiểu đấy. Các tiến sĩ khác, chuyên gia tâm lý khác cũng rất là nghiêm túc đúng không? Cô về là ảnh rất nhây. Lầy lội. Lầy lội thì các bạn thấy là xem giống giải trí không? Cô giống đi xem hài không? Chắc cô là nằm trong số là tiến sĩ tâm lý danh dự số 1 duy nhất trên thế giới mà rất là lầy lội với nhây nhỉ. Gặp cô vui lắm. Thông thả chữa lành, sớm hay muộn em cũng có ngôi nhà sạch sẽ. Tuyệt vời đấy. Thông thả chữa lành mới kinh chứ. Em ơi, em cứ thông thả hết kiếp đi, hết kiếp sống này đi. Sớm muộn gì mà chả chữa lành được thì mình có thể không chữa được trong kiếp này kiếp sau nha. Chuẩn mẹ của các Queen Bee luôn. Chuẩn mẹ của các Queen Bee luôn ấy kìa. Cô ơi, nếu em biết trước năm điều này chắc có lẽ em không ly hôn, cô tôi lại bà Khúc Thụy Du. Bà ấy bảo là năm điều này mà em mà biết trước em không ly hôn. Thế bà ly hôn vì năm điều này hả bà? Vợ chồng em toàn cãi nhau vì chuyện của người khác. Thế đúng rồi. Đúng không? Đa số thế. Cô có kể cho các bạn một câu chuyện của một cặp vợ chồng trên một cái dãy phố nhá. Trên một dãy phố có một cái vợ chồng này, có một người phụ nữ này đang nấu cơm. Thế bảo là anh ơi, anh đi ra siêu thị
mua cho em mấy củ tỏi về đây để em xào rau. Thế thì anh rất là nhanh nhẹn anh đi, được rồi. Thế là mua cái gì ở mẹ mày? Mua củ tỏi, mua còn gì nữa không? Không, em chỉ cần mua tỏi thôi. Đi ra khỏi cửa, mua tỏi đúng không? Vâng, mua tỏi nhá, mua tỏi cho em. Hay là mà đi về, đi ra siêu thị gọi, alo, em à, thế là mua tỏi hay mua hành nhỉ? Mua tỏi anh ơi, mua tỏi. Nhớ được rồi. Tắt máy, tớp, đi về. Đưa hành các bạn. đưa hành. Thế là, bảo, tại sao lại mua hành? Em dặn mua tỏi mà. Anh nhớ là em bảo mua hành mà. Em bảo là mua tỏi. Thế anh lại nhớ là em mua bảo mua mua hành mà. Em bị điếc à? Mua cái tỏi không mà không mua được. Mà anh đã hỏi đi hỏi lại rất nhiều lần rồi mà anh vẫn tiếp tục hỏi đi hỏi lại. Tôi tưởng anh nhớ mà anh vẫn đưa đem về mua đồ hành à? Đó, vì sao đấy? Anh muốn em gì không à? Có sao tôi không biết được không? Sau đó thì người chồng ấy bảo em làm gì phải gào lên như thế, em anh quay lại anh mua là được cái gì? Tôi không cần anh ở nhà, tôi không cần anh nữa là được cái gì? Đã thế tôi không nấu ăn nữa, thôi chả cần nấu ăn nữa, thích ăn gì thì ăn. Là hai bên cãi nhau. Cô vừa phải đấy nhá, tôi đã đi mua cho rồi thế mà cô lại còn lắm mồm à, cô thế loại kia quát chồng như thế à? Em người khác thấy người vợ bảo, đầu óc anh ấy là đầu óc bã đậu, là đầu óc lợn. Người vợ tiếp tục, người chồng à, mày bảo ai là đầu óc non, tao bảo mày đấy đầu óc lớn. Thế là vợ chồng cãi nhau, có khi lùi xong bay tứ tứ tung cả. Thì có một cái người vợ ở nhà bên cạnh mới nhòm cửa sổ theo dõi lộ trình. Cái nhà này cái vô duyên quá cơ, mình ở cái khu phố này chắc chết mất thôi, đau hết cả đầu. Cái nhà này láo loạn hết cả cái khu phố này mà chả ý thức gì cả. Vợ chồng cứ cãi nhau suốt thôi, vô duyên. Ông chồng ngó vào, cái gì đấy, cái gì đấy hả? Lẽ anh thấy không, cái nhà này cãi nhau này suốt ngày cãi nhau, mà cãi nhau có gì đâu, mỗi củ tỏi với củ hành thôi. Mà cái ông kia thì ông lại không nhớ gì cả, đầu óc lú lẫn. Còn bà vợ cứ thế thì một cứ gào lên nhà như cái chợ. Thế người chồng, em mà rảnh hơi à? Nhà này việc cái không vào mà làm, người ta cãi nhau việc của người ta mà làm sao mà em cứ phải tọc mạch theo dõi xong rồi xem nhà người ta để làm gì, để ý làm gì, kệ người ta đi, để ý bác cái chỗ đó làm gì. Anh em đang nhìn người ta, em xem người ta có làm sao mà anh phải 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 nói như thế. Đi vào trong nhà mà dọn nhà dọn cửa đi kìa, đầy đồ bừa bộn kia kìa, nhà như cái chuột ấy, ổ chuột ấy, dọn không dọn cứ đi tò mò sang chuyện nhà người khác, hóng hớt là giỏi thôi. Anh bảo ai hóng hớt chả biết được, cũng có người hóng hớt ấy, hóng hớt nhà thì không làm, cứ chuyện nhà không xong cứ đi vác tù và hàng tổng. Thế thì báo nghe mà dọn đi, tôi không dọn anh đi mà dọn, tôi đã dọn rất nhiều lần rồi anh đi mà dọn, tôi không phải dọn. Cái việc đấy là anh nhìn xem ai bày bừa, anh nhìn xem cái quần như cái áo kìa, cái tất toàn là cái đồ của anh thôi. Tôi làm ô xin cho anh bao nhiêu năm rồi, bây giờ hôm nay anh đi mà dọn tôi không thèm dọn cho anh nữa. Mà anh bảo tôi là cái loại 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 kia, anh đi mà làm đấy, anh giỏi anh đi mà làm, tôi không làm nữa là được cái gì? Cô ăn nói kiểu gì đấy, tôi thích nói thế đấy, anh đi mà làm tôi chẳng phải làm gì hết, tại sao tôi phải làm? Hai bên lại cãi nhau ba, một nhà khác là nhòn. Đấy anh thấy nhà này vô duyên, ai cái nhà bên kia cứ chóe chóe, bên này lại chóe chóe nữa. Cái nhà cái xóm này chắc mình cũng phải chuyển nhà đi thôi, vô duyên lắm. Ông chồng mà chả biết ai vô duyên, cái loại đi mà cứ đi nhòm nhà khác vô duyên thì có ấy. Anh bảo ai vô duyên đấy, trong nhà này có tôi với cô, chả nhẽ tôi bảo tôi vô duyên à? Là anh vừa phải thôi. Thế là cãi nhau các bạn, cả xóm như một cái chợ thành cãi nhau. Thì các bạn có thấy là đa số chúng ta sẽ đi cãi nhau vấn đề ở nhà khác không? Chúng ta đang tập trung vào vấn đề nhà khác và chúng ta cãi nhau, và chúng ta lôi vấn đề ở nhà khác cho cãi nhau, và đôi khi nó gọi là lượt cộng hưởng các bạn.
Các bạn có nghe câu chuyện có quen không? Thế chẳng ai comment gì nhỉ? Hay mà nghe chuyện quá xong rồi cứ chả thấy comment gì nhỉ? Thế mới tài chứ lệ. Còn cô Veza là tiến sĩ do vũ trụ đưa đến để bảo vệ hạnh phúc gia đình Việt đúng không? Em vẫn cảm ơn em. Cô có năng khiếu đặc biệt. Thế hả em? Năng khiếu đặc biệt. Cô đi thi thách thức danh hài chắc giật hết giải. Vợ chồng em thi thoảng hay cãi nhau, hay giận nhau. Có khi bị chồng nói vì một người thứ ba, có thể là anh chị em họ hàng hay một ai không liên quan lắm. Ừ, đúng không? Mình cứ đem mà mình cãi nhau nhỉ? Giờ em thấy hối hận nhưng muộn rồi. Con em giờ không còn cha nữa rồi. Em càng nghe cô nói em cảm thấy mình có lỗi với con quá. Vì năm điều này mà em thấy cuộc sống lúc nào cũng bất công. Và em nghĩ chồng em không còn yêu em nữa. Và nhiều suy nghĩ tiêu cực rồi, kinh tế không ổn rồi, em ly hôn. Không sao, buổi khác cô sẽ chia sẻ về chủ đề về phụ nữ sau ly hôn. Đâu là cơ hội và là thách thức các bạn nhé. Đâu là cơ hội và thách thức dành cho phụ nữ sau ly hôn. Tuấn ơi, viết cho chị cái chủ đề đấy vào. Đâu là cơ hội và thách thức. Chiều nay cô đã lên các nội dung cho các chị em là phụ nữ mà đã ly hôn rồi. Cô sẽ chia sẻ. Đâu là cơ hội và thách thức dành cho phụ nữ sau ly hôn. Nó có điểm cộng điểm trừ mà, tốt mà em. Không sao cả, em thêm có máy mới. Có cơ hội lấy máy mới. Nhưng mà có nhiều bạn đến với cô và cô giúp họ quay trở lại với chồng cũ lắm đấy. Quen cô à, cô nói đúng quá, chuyện hay quá. Chồng em có một người phụ nữ khác và một tuần về nhà một hai ngày nhưng không còn thương với vợ nữa. Em muốn tư vấn ạ. Tư vấn có hai loại, một là miễn phí, hai là có phí. Nếu mà tư vấn trực tiếp từ cô Veda thì nó có phí 10 triệu trong 3 giờ. Còn nếu tư vấn miễn phí thì các bạn có thể vào YouTube để có thể học tất cả các khóa học online của cô mà cô chia sẻ trên cái YouTube ấy. Các bạn có thể học có phí, là mất miễn phí luôn. Hoặc live stream trực tiếp này là cô miễn phí này. Hoặc là các bạn có thể tư vấn từ các Queen Bee của Học viện Veda cũng làm miễn phí. Bố mẹ em hay cãi nhau về chuyện gia đình người khác lắm. Hai người này cũng gọi là nghiệp từ vầy mơi. Tại cô kể chuyện hay nên cứ ngồi ngâm ngây ra để nghe. Câu chuyện rất là thực tế các bạn, em cảm ơn cô. Thế chúng ta mới là người chứ. Chứ không thì có lẽ là chúng ta thành thiên thần hết rồi. Cho nên khi thấy chúng ta có những biểu hiện giống người, ô mừng quá, mình đang là con người. Nhờ không mình thành động vật bậc thấp hoặc là trở thành một cái thiên thần nào đó, ở xứ nào đó. Ok các bạn ơi, cô bé là anh nha. Nếu như bạn nào muốn học cái quy trình chữa lành nhé, tự quy trình chữa lành này là tự các bạn có thể làm, và cô đã chia sẻ rồi ở trên một cái group. Thì các bạn cái phí cô thu chỉ là 200.000 mang tính tượng trưng để cho các bạn học nghiêm túc thôi. Thì các bạn nếu ai muốn học cái quy trình đó, các bạn comment xuống xong để lại số điện thoại gì đó, hoặc là đăng ký vào link, hoặc là inbox cho cô bằng nhiều phương pháp để chúng ta có thể tiếp cận được cái quy trình chữa lành đó. Còn ai mà muốn đọc sách ý, trong cái cuốn này cô cũng viết rất nhiều về giao tiếp này. Bộ sách của cô thì không nên mua một cuốn mà nên mua 5 cuốn. Và cái hai cuốn của tôi ăn đó là 7 cuốn nên mua. Vì người ta đầu tư cho cái đầu là đầu tư thông minh nhất và có lãi nhất. Và phụ nữ lên đọc sách các bạn, đọc sách để mình có thể hấp thụ những cái trí tuệ của người khác là cách nhanh nhất. Cách nhanh nhất để trở nên tinh tế, uyển chuyển, thông minh hơn đó chính là đọc sách các bạn. Còn các khóa học online của bên Hà Anh thì các bạn có thể đăng ký học online ha. Còn ai muốn vào Happy Queen ấy, thì Happy Queen là 90 triệu. Thì hiện tại Happy Queen là sẽ được coaching, hỗ trợ, hướng dẫn, sắp xếp lại cuộc hôn nhân và cuộc đời của bạn ấy cả đời luôn. Khi bất kể khi nào cần các bạn hoàn toàn có thể gọi điện cho cô nhé. Đấy là những bạn được coaching này. Còn hàng tuần thì cô sẽ live stream trên các live trên room trực tiếp để tư vấn trực tiếp này. Thì tùy xét theo tình trạng hôn nhân của các bạn. Ví dụ như là có 5 nhóm này. Hiện tại là 5 nhóm, một nhóm là dành cho tiền hôn nhân,
Tiền hôn nhân là cái người mà thứ nhất là độc thân là chưa từng cưới này, hai là người đã ly hôn chồng rồi và không muốn quay trở lại với chồng cũ nữa, hoặc đã cố gắng rồi mà chồng vẫn không ok thì quay trở lại, và cô sẽ hướng dẫn các bạn tìm chồng mới. Nhóm thứ hai là chung sống khắc khẩu, thì cô sẽ giao tiếp để live stream hướng dẫn rồi code để cho các bạn là nâng cao khả năng giao tiếp của mình và không xung khắc nữa. Ba là cái nhóm ngoại tình, có chồng nhưng mà là chồng ngoại tình thì làm nào thu quân về, thì cái nhóm này cũng sẽ được hướng dẫn với cái chi tiết làm thế nào để sắp xếp cuộc hôn nhân. Nhóm thứ tư là nhóm chung sống hạnh phúc, là đã được sắp xếp cuộc hôn nhân rồi, vào cái nhóm này sau đó là chúng ta sẽ đi giúp đỡ người khác. Thì cái nhóm này thì cô sẽ tặng cho khóa đào tạo để trở thành chuyên gia tâm lý cho hôn nhân gia đình, thì các bạn sẽ biết tư vấn cho người thân bạn bè như thế nào, và sau này các bạn có thể làm một cái nghề tay trái của mình. Thì nếu bạn nào mà vào thẳng chuyên gia tâm lý thì nó sẽ là 100 triệu, còn nếu không mà các bạn cần gặp các vấn đề thì các bạn sẽ đi theo cứ 3 tháng một lần là cô sẽ điều chuyển bám sát học viên, sau đó thì thấy bạn nào mà ok rồi thì chúng ta sẽ được điều chuyển nhóm mới, cứ vòng nhóm như vậy cho đến bao giờ các bạn sắp xếp được cuộc hôn nhân và cuộc đời của bạn. Thì cái chi phí này sẽ là 90 triệu vì rất là bám sát học viên, rồi hướng dẫn, rồi có bài tập, rồi có live stream, có lịch live stream, có hướng dẫn, và rất là mong muốn là các bạn sẽ tham gia khóa học này, sẽ được học tất cả khóa học online và offline. Và sau cái chương trình này dịch này xong là chúng ta sẽ có khóa học chữa lành mối quan hệ bằng tâm linh, thì tất cả các Happy Queen sẽ học được toàn bộ các khóa học online và offline hoàn toàn là miễn phí, và cô tặng cho tất cả các bạn đó. Rồi sẽ có những buổi code trực tiếp, rồi code qua điện thoại để làm sao để giúp đỡ các bạn trở nên tốt hơn. Và chúng ta biết đấy là thời gian có hạn, không ai có quá 24 giờ và không ai sống mãi với thời gian được, mà việc chúng ta phải học sớm nếu như cần phải đầu tư. Đây là đầu tư chứ không phải là mất, mà các bạn đầu tư để các bạn có một cái cuộc sống tốt hơn, bạn có cuộc hôn nhân tốt hơn, thì đây là một cuộc đầu tư các bạn nhé. Thì năm 2025 thì cô sẽ xây trường hôn nhân vào năm 2025, và con của tất cả các Happy Queen sẽ được học miễn phí. Có vẻ là anh có một sắp chuẩn bị chào các bạn rồi, có một bạn vừa hỏi sách ấy, thì là năm cuốn của cô thì sẽ là 1.125.000 đồng, 225.000 một cuốn. Còn đối với hai thêm hai cuốn của bạn Tuệ An nữa vào thì sẽ là 1.575.000 cho năm cuốn nha. Còn cô hiện tại đang có 9 khóa học online và các bạn có thể học giống như cô đang nói chuyện với bạn, nhưng mà đang quay như này này, nhưng mà nó trên lớp và có học viên. Còn đây là cô live stream, còn kia là học trực tiếp, thì có quay, có hướng dẫn, có bài tập, có cả trải nghiệm nha. Và bây giờ thì đã chuẩn bị đến giờ là cô sẽ dừng live stream, và cô thông báo với các bạn là có một tuần là cô sẽ live stream vào 2 ngày buổi tối, 2 buổi tối là tối thứ 6 và tối chủ nhật hàng tuần nghe, còn chứ không có 14 ngày liên tục như ngày xưa. Và cô sẽ đi chia sẻ theo chủ đề với những mong muốn của các bạn. Những buổi sau thì cô sẽ chia sẻ về tiền hôn nhân này, chia sẻ về chủ đề về mẹ chồng nàng dâu này, chia sẻ về tài chính này, chia sẻ về làm bạn với con này, chia sẻ về cái cuộc sống sau ly hôn là như thế nào, hay là với những người nào mà chuẩn bị muốn ly thân hoặc ly hôn thì đó là thách thức cơ hội là gì. Còn đối với thách thức cơ hội cho những người sau ly hôn là làm như thế nào để tái cấu trúc lại cuộc đời của mình. Tất cả không đúng không sai, nó chỉ là trải nghiệm phù hợp hay không phù hợp mà thôi. Nếu các bạn cho sẵn sàng cho mình có một cuộc sống tốt thì nó vũ trụ này sẽ gửi những thiên thần và những cái vị thầy tâm linh để hỗ trợ cho bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở live stream và bài học vào tối chủ nhật tuần này nhé.